Xưởng sản xuất máy thực phẩm Hoàng Quân xin kính chào quý khách. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu mọi người, đây là một chiếc máy xay nồi cao chuyên để xay các loại dung dịch hoặc là giềng xả hoặc là cháo. Thì hôm nay chúng tôi sử dụng với mục đích là xay rau má anh em nhé. Đã chuẩn bị sẵn rau má rửa sạch sẽ rồi và chuẩn bị sẵn một ít nước ở đây. Và bây giờ sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng với cái máy này để có thể xay được với cái nguyên liệu là rau. Bây giờ chúng ta chỉ việc cho hết tất cả các cái rau này vào trong thôi. Chúng ta hãy cho hết vào nhé. Chúng ta cho vào, cho nhiều vào. Cái rau này nó rất là nhẹ, thế nên là cho càng nhiều thì tí nữa xay nó nhuyễn ra. Tôi cho hết luôn. Đấy, sau đó thì riêng rau anh em phải đổ thêm một ít nước vào. Thì cái này anh em tự đổ nước nhé. Đổ khoảng tầm như thế này thôi, ok. Và bây giờ chúng ta sẽ để nắp vung lại và mọi người sẽ xem. Mình sẽ xay lấy làm 2 lần. Một lần xay một ít thời gian, sau đó thì mình dừng lại cho mọi người xem. Còn nhiều trường hợp là họ muốn xay rất lâu thì họ sẽ xem sau. Chúng ta cắm điện bật công tắc nhá. Máy nó đang hoạt động bên trong cho nên là cứ kệ nó. Mình sẽ xay khoảng tầm lấy 15-20 giây, sau đó thì mở ra để mọi người xem. Và sau đó mình lại xay tiếp. Rồi, bây giờ mời mọi người xem qua. Đây là 15, sau 15-20 giây thì nó đã ăn được như thế này. Anh em xem. Chúng ta sẽ cho mọi người xem. Mới 15-20 giây nó đã như thế này. Thì đối với từng cái nhu cầu khác nhau, về từng loại nguyên liệu khác nhau, mọi người có thể xay tiếp, xay lâu, xay nhanh như thế nào thì tùy ở mỗi người. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ đệ lại tiếp để làm hoàn thiện nốt cái này. Chắc mình sẽ cần xay thêm khoảng tầm lấy đâu ra thêm phút nữa đi, cho nó thoải mái, cho nó nhuyễn hẳn luôn đi. Xay lấy phút nữa nhá. Đây là không cứ thấy bật không. Cái nồi cao này chuyên để xay dung dịch, anh em phải lưu ý. Riêng xả thì chúng ta cũng xay như thế. Xay dung dịch, xay các loại đây là xay rau má này, xay lá dứa này, các loại lá cây ấy. Mình muốn lấy cái tinh chất của nó. Chúng ta xay như thế này, chúng ta sẽ vắt ra để lấy cái nước để uống, nấu lên rồi uống, chúng ta tốt cho sức khỏe, ai cũng biết rồi, nó đơn giản. Một cách hiểu nôm na cho cái máy này thì là máy xay sinh tố loại công nghiệp. Ngoài ra thì mình có những cái dòng nó to hơn như thế này. Đây là nồi 25x25, chiều cao là 25 và rộng là 25. Có những cái dòng mình nó to hơn là 30, thậm chí có những cái nồi là 40. Sẽ là cái dòng công nghiệp rất là to. Anh em sẽ mua như thế nào, năng suất như thế nào thì cứ gọi cho mình, mình tư vấn cho mọi người. Nên là số điện thoại mình cũng để ở đây rồi. Anh em cứ gọi cho mình theo số này. Hoặc là vào website của mình, tất cả các dòng sản phẩm mình đã để số điện thoại, hình ảnh, rồi thì thông số về kỹ thuật ở trên đấy rồi. Anh em có thể lựa chọn đăng ký mua tại website luôn cũng được. Tất cả các cái dòng máy của mình thì nó sẽ hoạt động đơn giản như thế này. Bây giờ mình sẽ tắt đi. Như vậy thôi. Và sẽ hướng dẫn mọi người một cách để lấy ra nhé. Đối với tất cả các cái dòng máy của mình thì mình sẽ có một thiết kế nghiêng. Thiết kế nghiêng, cho nên là anh em về cũng chỉ việc là sử dụng như thế này. Sử dụng. Chúng ta đổ ra, đổ nghiêng ra thôi. Đó, chúng ta chỉ việc đổ nghiêng ra, để ra đây, lấy cái chậu to hơn ấy, chúng ta để nghiêng ra, đổ ra, ào ào luôn mà. Chúng ta đổ ra. Đấy, đây là cái thành phẩm. Sau khi mình xay thì nó đã như thế này rồi. Việc còn lại là của khách hàng, các công đoạn tiếp theo. Làm với mục đích như thế nào thì tùy vào mỗi người. Thì anh em chú ý tham khảo. Đây là cái dòng máy xay đa năng nồi cao anh em nhé. Máy xay nồi cao của bên mình đang bán cho tất cả khách hàng là như vậy. Thì ai có nhu cầu mua gì vui lòng liên hệ theo số điện thoại 0941111699 hoặc 0973684391 để được tư vấn cụ thể hơn.
clip đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn mọi người. Xin chào.